kitchen, phòng tắm, kitchen, bathroom, bathroom, phòng ngủ của bố mẹ, bedroom, parents, parents, parents bedroom. Rồi phòng ngủ của mình, của trẻ con, phòng ngủ của con. Try bedroom, try bedroom, ok, try bedroom. Thằng Công có đi đằng nào với ta? Lúc nào cũng chậm trễ đó. Rồi chúng ta câu hỏi tiếp này, cái rèm cửa đọc là gì? Cái rèm cửa. Cái rèm cửa là gì? Chết rồi, học không biết gì hết. Ủa mấy đứa này cô hỏi không trả lời phải không? Đâu hết rồi? Tuấn ơi. Tuấn. Dạ. Yeah. Sao bọn nó đâu hết rồi? Không biết cô. Học hành gì kỳ vậy ta? Tôi thấy bực rồi đó nha. Tôi hỏi phải trả lời nha, không là nghỉ luôn đấy. Cô hỏi là phải trả lời nha. Custom. Rồi, bây giờ cô mở lại này. Cô mở lại. Rồi. Nhìn màn hình nha. Cô chia sẻ màn hình à? Toàn bộ màn hình của bạn. Ok, con dê. Xong. Rồi. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Nhìn thấy màn hình chưa? Bây giờ đọc lại cho cô. Curtain. Curtain, rèm cửa. Pillow. Pillow. Pillow là cái gối. Bed. Bed. Bed là cái giường. Toilet. Toilet là toilet. Bath. Bath là bồn tắm. Wash basin. Wash basin. Wash basin là cái chậu rửa trong nhà tắm nhá. Desk là cái bàn học. Yeah. Bàn học chúng ta gọi là desk, còn cái bàn nói chung chúng ta gọi là table, những cái bàn mà không phải là bàn học ấy, không phải bàn làm việc thì gọi là table. Wardrobe. Tủ quần áo. Tủ quần áo. Single bed. Giường single đơn. Bed là giường đơn, beside cabinet. Tủ đặt cạnh đầu giường. Tủ cái đó gọi là tủ gì mấy đứa? Tủ nhỏ mà để bên cạnh cái giường đó đúng không? Nhà mấy đứa có cái tủ này không? Cái bé xíu xìu xìu á. Cái tủ đó nhỏ xíu xìu xìu. Để cứ coi nè. Đâu rồi? Carpet nè. Beside cabinet. Đọc với cô. Beside cabinet. Tủ đặt cạnh đầu giường. Beside cabinet. Đọc đi. Beside cabinet. Tất cả đều mở mic đọc cho cô mệt quá. Beside cabinet. Rồi tiếp theo nè. Cái thảm đọc là gì mấy đứa? Cái thảm đọc là gì? Carpet. Carpet. Đọc theo cho cô. Carpet. 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 Lộc với lại bạn gì đó đọc đâu rồi? Cô bực mình mấy bạn quá, mở hết các thứ lên. Carpet. Công vào chưa? Công đâu? Công mở mic trả lời cô. Công. Cô ơi, nhà con Duy Ngọc nó có vấn đề rồi cô ơi. Vấn đề gì? Nhớ cô. Hả? Em nhớ nhà má cô. Carpet. Carpet rồi, công vào rồi đúng không công? Được, cô gọi cho bà nè. Công vào chưa? Công vào chưa con? Vào rồi cô. Rồi, cô hỏi phải trả lời. Rồi, đọc carpet, thảm, cái thảm nha. Sink là cái gì? Là cái chậu. Bồn rửa chén. Chậu rửa. Cupboard là tủ trà, tủ chén. Cooker là gì Tuấn? Nồi cơm. Nồi cơm điện. Fridge. Tủ lạnh. Table là cái gì? Bàn. Chairs là ghế biết rồi. Sofa biết luôn rồi. Ghế sofa. Coffee table là gì? Hả? Bàn cà phê. Bàn nhỏ nhỏ để phòng khách nhá. Armchair là ghế bành. Biết ghế bành không? Cái ghế bành là ghế có hai cái tay hai bên á. Một người ngồi thôi. Lamp là cái đèn. Painting là bức tranh. Rồi cái này ở Việt Nam mình không có nè. Cái câu 23 nè. Fireplace. Lò sưởi. Fireplace, lò sưởi. Rồi. Chúng ta sang đây tôi coi có cái kiến thức nào tôi nói cho anh chị để chúng ta làm bài. Đây á. Rồi, tầng 1, tầng 2, tầng 3 biết chưa? Rồi nhìn vào đây nói cô này. Garden là vườn biết rồi, door là cửa chính, wall là cái tường, window là cửa sổ, balcony. Balcony là ban công. Rồi chimney. Chimney là gì? Chimney, ống khói. Ở Việt Nam mình không có đúng không?
Roof. Roof mái nhà. Này đọc cho cô mấy từ mới này. Balcony. Đọc cả lớp. Balcony. 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 Chimney. Balcony. Chimney. Chimney. Roof. 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 Rồi sang xuống đây. Did dad đi đâu rồi? Hôm qua con nói did dad đi đâu rồi? Rồi, dia i dia a biết luôn rồi. Bạn nào cười đó. Học hành cho đàng hoàng. Rồi, mấy cái điểm điểm này đã hết chưa? Hả? Hospital là gì? Tôi hỏi các bạn trả lời nè. Hospital. Cái bệnh viện. Park. Bệnh viện cô. Park. Công viên. Restaurant. Nhà hàng. Gym. Phòng tập thể dục. Post office. Post office. Bưu điện. Music shop. Bạn Công nhớ đọc nha. Music shop là gì? Công phải nói to vào cho cô nghe. Cửa hàng bán đĩa CD. Sao đĩa CD? Cửa hàng âm nhạc, bán đồ, bán âm nhạc đúng không? Bán đồ âm nhạc hả? Cửa hàng âm nhạc hả? Book shop. Cửa hàng bán sách. Book shop. Cinema. Rạp chiếu phim. Police station. Cô không thấy bạn Lộc và bạn Ngọc đọc ha. Police station. Má bị cúp điện cô. Nhà nó cúp điện hả? Làm gì cúp điện? Nhà bạn Ngọc y như nhà má cô. Điện nó có chớp 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 tắt rồi cô. Kệ nó, nhìn màn hình nhưng mà nhìn đèn đâu con nào. Police station. Cúp điện hả luôn. Tuấn, police station là gì? Đồn cảnh sát. Department store. Tại ổn hình ảnh. Department store. Cửa hàng cảnh chứ thấy. Cửa gì tạp hóa, bách hóa, clothes shop, cửa hàng quần áo, fast food restaurant, fast food restaurant, mẹ. Rồi toy shop, sao con? Nghe đồ chơi. Ừ, chờ mẹ xíu. Teacher, nhà hát, museum, bảo tàng, school, trường học, supermarket là siêu thị, rồi car park. Bạn Công nói cho cô car park là gì? Chỗ đậu xe hơi. Rồi sport shop. Sport shop là gì? Cửa hàng thể thao. Rồi, tiếp theo fishmonger. Fishmonger. Fish là cá rồi cá. Cửa hàng bán cá. Library. Quá dễ. Thư viện. Bán cá. Thư viện. Ừ. Đâu rồi? Bán cá đâu? Rồi, trong bài này các bạn học phân biệt cái phần phát âm chữ A và O. Garden, awesome. Garden, awesome. Rồi, bathroom, wardrobe, salon, carpet, carpet. Im mẹ dạy học. Rồi, ngữ pháp ở đây các bạn học ở ẩn xăm Annie hôm trước cô nói luôn rồi. Sở hữu bách. Rồi, giới từ chỉ vị trí. Giới từ chỉ vị trí. Con đi ra đi, mẹ dạy học mà. Em học máy là mẹ nó. Chờ một lát mẹ ra bài với chị đã. Rồi, bây giờ làm sách bài tập. Lấy sách bài tập ra. Thấy không? Ghi vào cho cô. Phòng này là phòng gì? Phòng ngủ. Phòng của con, đúng không? Child bedroom. Viết vào. Phòng tắm. Bathroom. Phòng tắm. Parent bedroom. Kitchen. Living room. Rồi, làm đi. Làm đi nha. Làm đi. Mấy bạn có làm không vậy? Có. Rồi làm đi. Đi vào mẹ pha cho. Đi xuống xuống xuống. Để thay sửa cho em nè. Trời ơi, máy tính 2 sọc luôn rồi, chết rồi. Ra đi, cười đi. Để mẹ dạy học chứ. Này. Đi. Em làm hỏng máy mẹ đúng không? Có phải 2 sọc đó là cho em không? Không. Mặt thằng nó nguy hiểm quá. Cô ơi, cô phá được cô. Nhưng mà nguy hiểm. Nguy hiểm.
vừa té sóc mặt là vừa. Cái gì mà cứ nhắn bậy bạ không này. Rồi, cô sửa bài nè, nhìn lên. Các bạn mở mic lên, cô hỏi phải mở mic đó. Mày ngồi im re vậy đó. Mở mic lên nghe chưa? Cô hỏi phải mở mic lên và đọc á. Rồi, viết cái này vô đi. Xong chưa? Hả? Try gì? Child bedroom là phòng ngủ của trẻ em, phòng ngủ của con. Rồi, phòng này là phòng tắm là bathroom. Phòng này là phòng ngủ của bố mẹ, parents room. À, parent room. Cái chữ parent các bạn thấy ở đây là hình thức gì đây? Parent mà có phẩy như là hình thức gì đây? Duy. Parent mà có phẩy room như này là hình thức gì? Mở clip mic lên mấy người ơi. Tôi phải mở máy điều khiển mấy anh chị này, nhưng mấy anh chị đã đi đằng nào hết rồi, xong đứa nào nói gì hết vậy? Lộc ơi! Lộc! Spider! Dạ cô! Bo. Bo đâu? Dạ. Duy đâu? Tôi biết Bo á. Biết Bo em bè luôn á. Biết. Rồi rồi rồi. Tôi nghe thấy rồi. Tôi gọi từ nãy giờ nghe đứa nào nói hết. Rồi. Nhỏ Linh vô nè. Lấy hả? Lấy xếp bài tập ra làm bài nghe con. Bài tập ra cô hướng dẫn là bài nhanh nhẹn luôn. Rồi. Là parent room là phòng của bố mẹ. Đây là hình thức sợ gì gì sở hữu cách. Bởi vì cái chữ parent nó có sờ đằng sau, cho nên ở đây là gì? Chỉ cần phải không cần sờ nữa. Rồi ở đây là phòng bếp. Phòng bếp là gì? Đọc cô nghe. Phòng bếp là gì? Lộc. Kitchen. Rồi phòng là phòng khách. Living gì? Living room. Ok, living room. Rồi xong, qua bài bên này nhá. Qua bài bên này. Rồi. Bây giờ nhìn vào cái bài tập số 1, trả lời câu hỏi sau. Ghế sofa ở đâu? Ghế sofa ở đâu? Ghế sofa ở đâu đây mấy đứa? Ở đâu? Phòng gì? Duy? Dùm. Living room. Cô hỏi các bạn trả lời, cứ để cô hỏi đi hỏi lại mệt quá. Rồi. Where is the wash basin? Where is the wash basin? Wash basin là cái gì nhỉ? Bồn gì? Bồn mặt. Rửa. Bồn rửa trong nhà bồn tắm. Và cái này nó là gì? Nó là gì? Nó ở trong phòng gì? Phòng tắm. Bathroom. Rồi, Lộc trả lời cho cô. Cái cupboard là gì? Where are the cupboard? Cupboard là cái gì? Cupboard là tủ gì? Lộc. Lộc đâu? Dạ. Cupboard là tủ gì đó con? Cupboard là tủ trà. À, tủ trà, tủ chén. Tủ trà, tủ chén. À, giống như mình là tủ đựng chén. À, cupboard. Cupboard nó ở phòng gì? Cupboard nó ở phòng gì? Lộc. Cupboard nó ở phòng gì con? Lộc đâu? Alo. Gì cô? Cái cupboard nó ở tủ phòng gì? Cái tủ này nó ở phòng gì?
Ở tủ, ở phòng bếp cô. Rồi, kitchen. Câu số 4, cô mời bạn Công. Where is the desk? Desk là bàn làm việc. Bàn làm việc ở đâu? Bàn làm việc, bàn học á. Nó là phòng gì? Hả? Bàn làm việc ở bàn cô. Học, ừ. Where is the desk? Nhìn hình bên này, bàn học nó ở đâu? Bên này này, nhìn hình bên này. Phòng gì? Cái ghế nó ở trong phòng. Phòng gì? Phòng ngủ của trẻ con. Phòng ngủ của con, được chưa? Biết không, biết không? Child thôi, không đọc là children, đọc là child. Child là một đứa trẻ. Children là nhiều đứa trẻ. Child phải sờ. Bedroom. Bạn Linh có viết bài chưa? Linh ơi, con có đang viết bài không? Em đang viết cô. Sang bài số 5. Where's the wardrobe? Where's the wardrobe? Where the wardrobe? Where the wardrobe? Wardrobe là cái gì? Cái tủ đồ. Chờ cô xíu, cô ép Như vào, cô quên Như mất rồi. Có học thì học. Ép chỗ nào ta? Thêm bạn vào nhóm này. Phụ huynh Như nè. Rồi ép vô này. Xác nhận này. Rồi. Rồi, tủ đựng đồ ở phòng của bố mẹ. Parents. Parents phẩy sờ. Có phẩy sờ không? Phẩy thôi. Parents bedroom. Viết vào xong nha. Parents bedroom. Rồi, chúng ta sang bài 3. Hoàn thành cái bài mô tả sau. Description mô tả. Chào mọi người. Hi everyone. Chào mọi người. Nhà của tôi rất là to, với 2 tầng. Floor là tầng. Nhà tôi to và có 2 tầng. Downstairs là gì Tuấn? Downstairs là gì Tuấn ơi? Cái cầu thang. Downstairs là gì? Tầng dưới. Tầng dưới, thấy chưa? Tầng dưới. Rồi nghe cô dịch tiếp. Tầng dưới có một cái phòng khách rất là huge, là to, rất là to, một phòng khách rất là to. Và có cái hình này là cái gì đây? Show gì? Sofa, có một cái ghế sofa. Cái bàn này là bàn gì mấy đứa? Câu số 2 là bàn gì? Câu số 2 là bàn gì? Hả? Bàn uống cà phê cô. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Rồi hai cái gì đây? Cái này là ghế gì? Ghế bành. Armchair. Hai cái ghế bành. Armchair. Hai cái phải có sờ đằng sau. Armchair. Và cái này là cái lò sưởi nè. Cái lò sưởi tiếng Anh là gì? Công. Lò sưởi tiếng Anh là gì Công? Fireplace. Fireplace. Đọc theo cô. Fireplace. Fireplace. Ở đó còn có một cái bếp với rất nhiều. Cái tủ này là tủ gì? Tủ chén. Cupboard. Và số nhiều thêm sờ vào. Cupboard có sờ bởi vì số nhiều. Bạn Lộc có đang làm bài không? Lộc. Rồi Lộc trả lời câu số 6 cho cô. Câu số 7 là bạn Cường Ngọc. Câu số 6 là cái gì đó? Câu số 8 là bạn dạ. Cô. Câu số 6 là cái gì đây? Bếp. Cái bếp. Bếp tiếng Anh là gì? Cooker. Cooker. Tủ lạnh là gì Ngọc? Cái hình này là tủ tủ lạnh nè. Tủ lạnh là gì? Dạ. Tủ lạnh là gì? Fridge. Đọc theo cô. Fridge. 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 Tủ lạnh. Nha. Fridge là tủ lạnh. Rồi chúng ta tiếp tục nào. Upstairs là tầng trên. Có hai cái bedroom và phòng tắm nữa này. Phòng ngủ của tôi có một cái view rất đẹp. À, cái này là cái gì các bạn? Câu số 8 là gì Bo? Vườn hoặc công viên. Công viên. Cái view đẹp về công viên. Công viên là gì? Công viên là gì Bo? Park. Đọc theo cô. Park. 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 Ok. Công. Câu số 9. Nhìn từ ban công. Ban công tiếng Anh là gì? Ban công tiếng Anh là gì? Ban công tiếng Anh là gì? Balcony. Đọc cho cô. Balcony. Balcony. Balcony.
balcony, ban công. Rồi câu số 10 là bạn Tuấn. Nó hoàn toàn to với một cái gì đây? Cái thứ book ngủ case. Cái giá sách nè, giá sách là bookcase. Và một cái bàn học. Ở đó còn có một cái gì đây? Bạn Linh đi, cái này là cái gì biết không? Alibaba ở trong cái phim gì? Phim gì nhỉ? Aladdin và cái đèn thần, nó có cái này phải không? Cái thảm cho anh là gì bạn Linh biết không? Carpet. Đọc cho cô. Carpet. Carpet. Linh đọc carpet. Carpet. Okay. Very good. Carpet là cái thảm nhá. Rồi chúng ta tiếp tục. Bạn nào cứ nhăn nhấn cái gì mà kêu ầm ĩ vậy ta? Tôi mà tóm được cái tay tôi nha. Carpet. Trên sàn nhà. Và có poster. Bạn Tuấn ơi, dịch cho cô poster là gì? Poster là gì? Duy, poster là gì? Poster. Cái này nè, poster là gì? Duy biết không con? Poster, không, tấm áp phích. Ví dụ con rất là thần tượng công phượng đây. Nó có bức tranh về công phượng con dán trên tường á. Hoặc bạn nào hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc á, thần tượng quá trời luôn, xong rồi mua hình của nó về dán đầy tường, gọi là poster, tấm áp phích. Tấm áp phích ở đâu đây? Cái này gọi là cái gì? Bạn Duy. Cái này là cái gì? Số 12. Số 12 là cái gì? Wow. Cái tường. Cái tường, đúng không? Tường nhà. Và cái tường chúng ta, tiếng Anh của chúng ta là wow. Rồi tiếp theo, tôi có phòng tắm riêng của tôi với cái gì? Cái này là cái gì Tuấn? Cái bồn đúng không? Wash basin. Wash basin. Wash basin. Biết vô wash basin. Wash basin. Và có cái gì to đây? Có cái gì đây? Hill là to. Cái này là cái cửa sổ. Cửa sổ là gì bạn? Cửa sổ là gì bạn Linh? Cửa sổ là gì? Window. Bạn Linh đọc cho cô. Window. Window. Ok, cửa sổ là window. Rồi, chúng ta sang trang. Chúng ta sang trang. Phải cái này không? Phải không? Tôi coi ra. Đúng rồi. Cái đó làm rồi cô ơi. Làm lúc nào? Làm trên trường cô. Rồi tôi hướng dẫn lại nhé. Rồi this dash đi đâu này? Bây giờ danh từ số ít, danh từ số nhiều cô hướng dẫn lại để các bạn nắm bài. Danh từ số ít, danh từ số nhiều các bạn nhớ cho cô. Giờ tôi lại mở guộc lên. Chờ cô xíu, cô mở guộc lên để nhìn cho dễ. Rồi danh từ số ít, danh từ số nhiều nha. Rồi các bạn coi bài cho cô. Cô hướng dẫn lại để các bạn nhớ nắm rõ. Nói về danh từ số ít, danh từ số nhiều này. Rồi cô mở guộc lên nè. Rồi các bạn có nhìn thấy chung hai guộc không? Thấy không? Tuấn có nhìn thấy không con? Thì có. Rồi. Bây giờ này, các bạn nghe nhé. Danh từ số ít, danh từ số nhiều. Danh từ số ít, danh từ số nhiều. Bây giờ cô có một cái bàn là gì nhỉ? Một cái bàn là gì? Một cái bàn là gì? Thấy table. Nhiều cái bàn là gì? Thêm gì vô? Các bạn, danh từ số nhiều chúng ta thêm gì vô? Hả? Thêm sờ vô, đúng rồi. Sờ. Một quả táo này. An apple. An apple. An apple. Nhiều quả táo là gì? Các bạn nghe giảng cái này quan trọng nha. Thêm sờ vô nha. Một cây bút là pen. A pen. A pen. Nhiều cây bút là gì? Các bạn, nhiều cây bút là gì? Pen thêm sờ nhá. Một cây thước là a ruler. Nhiều cây thước là gì? Hả? Nhiều cây thước là gì Lộc? Ruler thêm gì vô? Ruler thêm sờ cô. Đúng rồi, đó là trường hợp mà chúng ta thêm sờ. Nhưng mà các bạn sẽ gặp những trường hợp như thế này này. Khi nào những danh từ nó kết thúc là ông sáu già chạy xe SH. Ông sáu, cái này là mẹo thuộc nha.
ông này, sáu này, già này, chạy này, xe SH này, thì thêm S. Ví dụ như thế này. Như... biết cô. Biết rồi, nghe, nghe xíu. À, quả cà chua này, một quả cà chua là gì biết không? Tomato. Nhiều quả cà chua là gì? Tomato S. Một quả khoai, một củ khoai tây là potato. Nhiều khoai tây là gì? Potato thêm S. Bạn Bo có hiểu bài không? Bạn Công có hiểu bài không? Hiểu thì nói hiểu, mà không hiểu nó không hiểu, con giảng lại nghe chưa? Không phải là ngồi im đó đâu. A potato. Rồi một cái đồng hồ đeo tay là a watch. Nhiều cái đồng hồ đeo tay là watch it. Watch it thêm S. Bởi vì nó là chữ ch. Một cái món ăn, một cái đĩa, một cái món ăn là a dish. Nhiều món ăn là gì bạn Tuấn? Thêm gì? Ở đây có chữ SH phải thêm gì các bạn? Có chữ SH phải thêm gì? Lộc. S. Tập trung vào nha. Rồi. Đó là những trường hợp. Rồi cái hộp, một cái hộp là gì? A box. Nhiều cái hộp là gì? Thêm gì? Box it. À, box it. Bạn Tuấn thì nắm được, còn một số bạn cũng nghĩ là vẫn chưa nắm được đâu. Bạn Công chú ý vào. Một cái hộp là a box. Nhiều cái hộp là box it. Nhớ chưa? Tôi mở cho tôi ngó nghe. Mở hết hình lên để tôi ngó nghe. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo này. Tôi mở ra tôi ngó này. Rồi, mở hết cam lên. Rồi, đó là những trường hợp mà khi các bạn gặp cái gì? Ông sáu già chạy xe SH, các bạn thêm S cho cô. Nhớ đấy, ông sáu già chạy xe SH thêm S. Thêm S. Bây giờ trường hợp gì? Trường hợp nè, tận cùng là chữ gì biết không? Là chữ F, các bạn sẽ biến nó thành VS. Ví dụ như cái giá sách, một cái giá sách của chúng ta là a gì? A bookshelf, nó kết thúc là chữ F. Vậy các bạn thêm gì vô? Bạn Tuấn đọc cho cô những cái giá sách như thế nào nhỉ? Bookshelf thêm viết chữ L, VS. Một bà vợ là wife. Mai mốt Tuấn lấy một bà vợ thì đọc là có một bà vợ, Tuấn có một bà vợ, Tuấn has a wife. À, bây giờ Công có nhiều bà vợ nói sao? Công có nhiều bà vợ. Bây giờ nhiều bà vợ không có thêm sờ đâu mà là vs cho cô. Thấy chưa? Cái khăn quàng cổ bạn Tuấn biết là gì không? Mình học hồi lớp 5, lớp 4 gì rồi mà. Hả? Một cái khăn quàng cổ là gì? Scarf. Rồi nhiều cái khăn quàng cổ là gì? Bạn Duy. Viết như thế nào bạn Duy? Duy đâu rồi? Viết như thế nào? Em đây cô. Scarf. Chữ F biến thành gì? Chữ F biến thành gì? V E S. Tôi nói rồi đây nè, trường hợp tận cùng là chữ F biến thành V S. Nhớ chưa? Trường hợp là chữ F biến thành V S. Rồi, chúng ta tiếp này. Chúng ta tiếp này. Trường hợp tận cùng. Cái này lẽ ra các bạn phải lấy vở ra viết đấy. Trường hợp tận cùng là chữ y dài thì biến y dài thành y ngắn thêm s. Ví dụ như là baby, một đứa trẻ là baby, nhiều đứa trẻ là gì? Baby s. Nhớ chưa? Một con bướm là gì? Butter gì? Butterfly. Nhiều con bướm là gì? Butterfly. Y dài biến thành y ngắn thêm s cho cô. Nhưng mà có ngoại lệ này. Ngoại lệ cậu bé. Boy là một cậu bé, nhiều cậu bé là boy sờ chứ không phải y dài biến thành y ngắn thêm sờ đâu. Rồi cái chìa khóa là key, nhiều chìa khóa là gì? Key thêm sờ, đó là ngoại lệ đấy. Nhớ chưa? Rồi các bạn nhớ cho cô này, lấy vở ra ghi cho cô danh từ bất quy tắc. Danh từ bất quy tắc có vở học thêm đó không? Ghi vào danh từ bất quy tắc. Rồi cái này phải ghi nha. Lẽ ra ghi từ nãy giờ rồi chứ không phải ngồi chơi vậy đâu. Thu mẹ máy mẹ hai chọc rồi này. Hỏng hết máy rồi. Danh từ bất quy tắc. Bây giờ bạn Tuấn nói cho cô một người một cái răng là gì? Một tooth. À, tooth là một cái răng. Nhiều cái răng là gì? Teeth, đúng rồi. À, một cái bàn chân là gì? Foot. À, một bàn chân.
Nhiều bàn chân là gì? Hít. Fit. Một người đàn ông là gì? Bây giờ các bạn đọc này. Thút thít phút fit cho dễ nhớ. Thút thít phút fit. Nhớ chưa? Thút thít phút fit. Thút thít phút fit cho dễ nhớ đấy. Thút thít phút fit. Bây giờ một người đàn ông là gì? Man. Man. Nhiều người đàn ông là gì? Man. Man. Một người phụ nữ là gì? Woman. Nhiều người phụ nữ là gì? Women. 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 Các bạn đọc cho cô. Women. Women. Tất cả mọi mic ra. Woman. 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 Women. Woman. Women. Man. Man. Thút thít phút fit. Rồi tiếp tục này. Một đứa trẻ là gì? Một đứa trẻ là trai. Không đọc là chiêu mà đọc là trai cho tôi. Nhiều đứa trẻ là gì? Children. Children. À, children. Một người là person. À, person là một người. Mấy cái này ghi vô mới biết chứ không là không bao giờ biết đâu. Nhiều người là gì? People. People là nhiều người. People là nhiều người. Cái này lát tôi lưu lại tôi gửi sang cho Zalo các anh chị để anh chị học thuộc cho tôi đó. Nhớ chưa? Ơ, cái đấy được cô. Hả? Cái đấy ghi được cô. Ghi rồi hả? Rồi, chúng ta làm nhá. Quay trở lại bài làm này. Đó là những cái quy tắc tôi lưu lại là cách lát các anh chị tôi gửi sang Zalo các chị học thuộc cho tôi đó. Rồi, quay trở lại với phần file cuộc chúng ta làm này. Thời gian trôi nhanh quá, hết giờ rồi. Rồi, bây giờ này. Một quả cam là orange. Nhiều quả cam là gì? Oranges. Một con cáo là false. Nhiều con cáo là thêm s bởi vì nó là chữ x. Ông sáu già chạy xe SH. Tooth là một cái răng. Nhiều cái răng là gì? Tôi nói rồi. Nhiều cái răng là gì? Một cái răng là tooth. Nhiều răng là teeth. Rồi đời sống, cuộc sống là chữ F nè. Mặc dù là chữ E mà chữ E này không tính. Và F là L-I-V-E-S. Sửa cho tôi L-I-V-E-S. Con thảo con hỏi ba đi, mẹ đang bận. Rồi, một quả cà chua là tomato. Nhiều cà chua là gì? Tomato thêm S. Một cái khăn là gì? Chờ đi, muộn đấy nha, nói cho nghe. Hỏi ba thì không chưa lo hỏi. Chữ F biến thành V-E-S cho cô. Rồi, xong. Chép xong chưa? Xuống bài dưới. Bây giờ đít đát đi đâu các bạn ạ? Như hôm trước con nói rồi. À, đít gì? Đát này. À, đi đâu? Đít đát đi đâu? Bây giờ đít đát là số ít. À, đít đát là chúng ta đi với số ít. Đi đâu là đi với số gì? Số nhiều. Rồi, đít là ở gần. Đát là ở xa. Đít là ở gần. Đâu là ở xa? Rồi, chúng ta coi. Trong bài này chúng ta làm sao? Đây là con mèo của tôi. Ian là thằng nhóc này. Con mèo của nó là ở gần như thế này. Và có một con mèo thôi. Cho nên nó sẽ đít. Tiếp theo thằng William. À, sách. Con thấy sách không? Sách số nhiều hay số ít mấy đứa? Sách của William là số nhiều. Cho nên nó sẽ đi hoặc đâu. Mà ở xa như thế này nó sẽ those. 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 Rồi. Tiếp theo laptop. Laptop ở xa một cái phải xài gì? Ở xa mà chỉ có một cái thôi là xài gì? Ở xa mà một cái là xài phải đát. Tiếp theo cup. À, thằng iron này, thằng iron. Cup là cái cúp này. Ở gần mà nhiều thì xài gì? Ở gần mà nhiều như thế này. À, đi. These. Bạn Lộc có chép kịp không con? Lộc. Dạ cô. Có chép kịp không? Dạ được, chép kịp rồi cô. Linh, kịp không? Dạ kịp. Công, kịp không? Công,
kịp con. Rồi. Kịp kịp. Xuống dưới, điền vào chỗ trống vẫn là did dad đi đâu. À, did dad đi đâu và danh từ còn thiếu. Bây giờ này, làm này. Bây giờ nhá, ở gần này, ở xa này. À, ở gần nhá, gần sẽ did TV này, điền TV vào. Và quả bóng là điền bôn vào đây các bạn ạ. Nó ở xa một quả thôi. Một quả mà ở xa xài gì? Bo. Một quả bóng mà ở xa thì xài gì? Xài đát. Rồi, một cái mà xa là xài đát. Một cái ở gần là xài đít. Nhớ thôi. Rồi, cái này ở gần nè. Gần mà nhiều. Gần nhiều. À, xa nhiều. Xa nhiều. Vậy xài gì? Gần nhiều là xài gì? Ờ, đúng rồi các bạn, đọc lên chứ. These. Và viết book vào. Book sờ nhá. Số nhiều phải có sờ. Ở xa xài gì bạn bạn Duy? Ở xa mà nhiều xài gì? Ở xa mà nhiều xài gì? Those. Đọc đi. Those. Và bút chì đọc là gì? Bút chì đọc là gì? Pencil, pencil. Có sờ nghe chưa? Rồi, pencils. Bữa nào tôi bày các anh chị đọc phát âm sờ s vì nó nặng ra bài thi nhiều lắm. Rồi tiếp theo, cái cặp sách là ít mà xa, ít mà xa. Rồi ít mà gần, một cái là ít các bạn nhá, ít mà gần. Rồi ít xa là sai gì bạn Linh? Ít xa, ít xa là gì con? Thầy what the dad, cô dad, đọc cho con dad, dad ha. Drat. Ok. Rồi, cặp sách là gì? Sờ gì? School bag. Hoặc các bạn ghi cái giỏ thôi cũng được. Bag. Yeah, hoặc school bag. Rồi, ít mà gần là xài gì không? Ít mà gần là xài gì? Công. Ít mà gần là xài gì công ơi? Công đâu rồi ta? Em này cô. Ừ. Ít mà gần. Ít thì gần. Nãy tôi nói rồi. Chúng ta chỉ có đít đát đi đâu thôi mà. Ít gần là gì? Ít gần là gì? Em không biết. Không biết hả? Em không biết cô. Trời ơi chết toi rồi. Bo. Dạ. Gì cô? Trời ơi tôi hỏi cái gì? Ít mà gần thì xài gì? Đít đát đi đâu xài cái nào? Xài đít. Rồi đít. Xài đít. Cái đồng hồ là gì? Đồng hồ là gì? Bạn Công có vẻ không tập trung. Watch. Rồi các bạn viết vô. Cái gì mà bồ Công Anh là ai? Ai gọi tôi đó? Rồi. Sang bài bên này. Tôi đau họng mấy chị quá rồi đó. Rồi qua đây. D-I, D-A này tôi nói nè. Tập trung. À, D-I, D-A các bạn biết xài không? D-I cộng với danh từ gì? Nói nghe. Danh từ số. Số ít. Ít. D-A. Danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều. D-A cộng danh từ số nhiều. Bây giờ này. Tủ lạnh này. À, tủ lạnh là số ít. Cho nên chúng ta xài D-I. Nhưng mà đây có dấu x, tức là chúng ta phải xài gì nữa? Xài not. D-I not. À, vậy là D-I not, mà I not viết tắt thành isn't nha cô. D-I isn't. D-I isn't. À, D-I isn't. D-I isn't. Rồi tiếp tục. Ba cái ghế. À, ba cái ghế. Ba cái ghế là số nhiều hay số ít? Nói nghe coi. Số nhiều cô. Số nhiều. Rồi mà đây là dấu tích, tức là không có nót. Dấu tích này là câu khẳng định, không có nót, vậy là DA thôi. Rồi tiếp theo. Một cái bàn là số nhiều hay số ít? Ngọc. Dạ. Số ít. Rồi. DA gì? DI. Số ít. À, số ít. Xài DI. À, bởi vì nó là câu khẳng định. Câu 4, số nhiều mà có dấu x, vậy là đe gì? Có not đấy. Số nhiều là phải thành DA rồi. Not vào nữa thành DA. Hiểu không? Dạ.
Rồi xuống bài dưới. Đau học quá. Hãy nhìn vào bức tranh dưới đây và hoàn thành câu với dạng đúng của DI, DA. Tức là có câu phủ định, có câu nghi vấn gì đấy, có câu khẳng định gì đấy nhá. Rồi, bây giờ nhá, các bạn nhá, một cái giường là số nhiều hay số ít? Số. Một cái giường là số ít mà câu hỏi các bạn để idea cho tôi. Idea. Idea. Và ở đây có giường không? Nó hỏi mà chúng ta phải nhìn hình, có giường không? Có thì là DI. Viết vào. Rồi bây giờ câu số 2. Poster là tấm áp phích. À số nhiều số ít đây mấy đứa? Số nhiều cô. Số nhiều xài gì? Số xài nhiều là... AD. À, AD bởi vì nó là câu hỏi cho nên để A đằng trước. Rồi có tấm áp phích không? Đây nè. Dạ có. Có vậy là gì? Z. Z gì? DA. DA lấy lại ha. Bàn. Bây giờ có bàn trong phòng không? Bây giờ các bạn nhìn cái bàn là số nhiều số ít đây. Số ít cô. Số ít thì xài gì? Công. Số ít là xài gì? IDE. Và có bàn không? Có bàn có, không? Cô. Có phải trả lời có, là cô. Z nhớ chưa? Z gì? Yes, DI. Rồi book là số nhiều số ít đây? Số nhiều. Số nhiều xài gì? Đây là câu hỏi xài gì? AD. AD. Và có sách không? No. No de. À không có sách trên giường. Rồi không có sách trên giường. No. No de. Không đọc là a dần, đọc an cho cô. De aren't. No de aren't. Đọc đi. No de aren't. No de aren't. Ok. Rồi, xuống mày dưới là chúng ta viết dạng câu hỏi, sắp xếp lại dạng câu hỏi sau đó trả lời nhá. Rồi, bây giờ này chúng ta có đây là câu hỏi thì chắc chắn là a de rồi. Chúng ta viết AD trước. AD. Bây giờ hỏi cái gì? Có cái rèm ở trong phòng khách không? Có rèm trong phòng khách không? Chúng ta hỏi sao? AD curtain. À curtain. AD curtain. AD curtain. In the. Các bạn làm bài này chưa? Dạ. In your. In your. In your gì? Living room. In your living room. Trả lời. Cái này là áp dụng vào bản thân mình. Ví dụ như cô hỏi bạn Lộc. Bạn Lộc nhà bạn có rèm không? Có là dạ, không cô. Không thì no. Yes, there are. Trả lời đây nhá. Câu số 2. Bạn suy nghĩ câu số 2 đọc cô nghe. Bạn Bo đi. Suy nghĩ đi. Đọc tôi nghe nhá. Rồi. Bạn Bo đọc nào, đây là câu hỏi thì chắc chắn là idea rồi. Bo đọc đi. Y gì? Y gì? Idea. Carpet. In your room. Trong phòng của con có thảm không? Phòng con có không? No there gì? No there isn't. No there isn't, nhớ chưa? No there isn't. No there isn't. Tiếp theo. Câu 3 bạn Lộc đây. A đầu câu. Dạ cô. Ừ. AD. Poster. Poster. Đọc cô poster. Poster. In your. In your. Bedroom. Bedroom. Cái này hỏi là phòng ngủ của bạn có affix không á? Có ảnh thần tượng không á? Dạng vậy đó. Có không? Yeah, dạ không cô. À. Hoặc là no there aren't. No phẩy nhá. There aren't. Rồi viết kịp không công? Công viết kịp không con? Dạ có. Linh viết kịp không con? Linh. Dạ có. Là Duy viết kịp không con? Em viết kịp cô. Rồi ok. Sang câu số 4 là cô mời bạn Duy nhá. Cô mời bạn Duy đọc câu số 4 cho cô. IDAD. In. IDA. Đọc cho cô chữ IDA. Không đọc lại A. In your bedroom. A desk. In your bedroom. Dịch câu này. Có bàn học trong phòng ngủ của bạn không? Yes. Bạn có không? Con có không? Yes, there is. Yes, there is, nghe chưa?
Yes, there is. Rồi, understand, hiểu bài không mấy đứa? Cô dạy như vậy có hiểu bài không Tuấn? Dạ có. Công với Bo có hiểu bài không? Công với Bo có hiểu bài không? Dạ có. Rồi, xuống bài tiếp theo. Xong bài tiếp theo. Hiểu lắm, làm nhanh nhanh nhé. Phải bài này không? Đúng rồi. Rồi. Cô khoanh luôn các bạn làm nhanh này. Đây là cái gì? Rạp chiếu phim. Chúng ta khoanh vào hospital hay là cinema? Hả? Nào làm nhanh làm nhanh. Ơi. Cinema đúng rồi, khoan đây. Lớp 5 á. Hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày 14 tháng 10 hả? Cô ơi. Bạn vào lớp 4 á. Lớp vào lớp 5 hỏi là có bạn Phong hồi lớp 4 học không? Mẹ nó bảo lúc nào đi học trên giường đi học mà. Hôm trước con nhắn rồi. Hôm trước mẹ nó bảo là khi nào đi học trên trường thì học mà. Chứ giờ ừ vậy hiện tại bây giờ có mấy lớp này thôi. Cô hết thời gian mất rồi. Rồi, hospital, cinema, vậy khoanh vào cinema. Câu 2, library và gym. Khoanh vào gym cho cô. Câu 3, đây là bảo tàng khoanh vào gì? Museum cho cô. Rồi xuống đây điền vô đi, có nhìn thấy không? Có nhìn thấy để điền không? Điền vô nhanh. Làm chưa? Em điền hết rồi cô. Làm hết rồi hả? Dạ làm rồi cô. Lộc làm chưa? Lộc làm dạ chưa? Rồi cô. Bo làm chưa? Dạ rồi cô. Bo làm chưa? Bo, dạ. Bo làm hết cái bài này chưa con? Dạ. Linh. Dạ. Linh làm chưa? Rồi hết rồi hả? Rồi hết rồi đi qua Trang. Cái này là bài chỉ đường nè. Đây là bài chỉ đường. Bài chỉ đường nha. Bài chỉ đường. Rồi tôi cho qua luôn vì làm hết rồi. Chạy nhanh đi. Rồi bà bên này. Bà này ở trên lớp làm chưa? Làm chưa? Lớp. Ngồi xuống. Làm chưa con? Linh ở trên lớp làm bài này chưa con? Linh ơi. Dạ. Ở trên lớp cô cho làm bài này chưa? Dạ. Ở trên lớp cô cho làm bài này chưa? Chưa. Chưa này, bắt đầu. Cô toàn giao nhận không à? Ok. What's your room like? Tuấn nói với câu nào? Căn phòng của bạn như thế nào? Chúng ta phải nối vào câu B. Nó to và hiện đại. Nó to và hiện đại nhá. Chúng ta phải nối một B này. Câu 2, Lộc dịch câu 2 cho cô. Is your house big? Nhà của bạn to không? Yes, it is. Ngọc dịch câu 3. Is there a garden? Có vườn không? Có vườn không? Không, nhưng mà ok. Nhưng mà cũng ổn nha. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Viết câu hỏi cho các câu trả lời dưới đây. Bây giờ mình hỏi gì mà bên dưới nó bảo là không? Nhà tôi nhỏ nhưng mà đẹp. Vậy phải hỏi là nhà bạn to không? Không, nhà tôi nhỏ thôi nhưng mà nó đẹp. Vậy chúng ta hỏi là nhà bạn to không? Nhà bạn to không là chúng ta phải viết là Is your house big? Is your house big? Ok. Câu số 2. Không, chả có cái gara nào hết. Vậy là có gara không? Is there? Có đáp án chưa con? Chưa cô. Làm đi. Câu 3. Câu 3, phòng của bạn nhỏ phải không? Đúng vậy, phòng nhỏ, phòng của tôi nhỏ thôi. Vậy là hỏi phòng bạn nhỏ phải không? Is your room small? Chép bài đi nha. Chép bài đi. Is your room small? Thank you.
Rồi, chép xong chưa? Xuống mảnh dưới. Ruth và Stella đang nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ điền chỗ còn thiếu vào. Nhà bạn tuyệt quá, nhà bạn thật là tuyệt vời. Cảm ơn. Thế nhà bạn như thế nào? What's your house like? What's your house like? Nhà bạn như thế nào? Nhà của tôi rất là to và hiện đại. Có một cái bếp, một phòng khách, một phòng tắm lên tầng dưới. Có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm tầng trên. Chú, nhà tuyệt vời quá ha. Rồi, nhà bạn có phòng của bạn có to không? Ở đây sẽ là is your room big? Phòng của bạn có to không? Không. Nhưng mà nó đẹp với cái view nhìn thật là tuyệt vời ra khu vườn từ ban công. Có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái tủ quần áo nho nhỏ xinh xinh. Nghe hay đấy. Có gara không? Ở đây chúng ta thiếu từ idea. Ờ nhá, gara nhá. Không, nhưng mà nó ổn không, sao là there isn't. There isn't. Yeah, no there isn't. But that okay. But that okay. Rồi. Chép bài vô. Chép bài vô đi. Rồi cô. Rồi ok. Sang trang. Trời ơi, ngữ pháp nè. Loại chưa? Làm chưa? Chưa cô. Rồi tôi hướng dẫn làm cho hết luôn đi. Cô hướng dẫn làm hết nha. Ngữ pháp này quan trọng nên tôi phải dạy lại đấy. Các anh chị cố gắng nào, bởi vì các anh chị mà bị hỏng cái này là anh chị mệt mỏi lắm 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 luôn đấy. Rồi. Giảng bài này, tôi phóng to lên xíu. Rồi. Ngữ pháp liên quan ở ẩn sam any. Các bạn lưu ý cho cô. Ờ, với ẩn nó đi với danh từ gì? Tuấn. Danh từ số. Số ít mà đếm được. Danh từ số ít nha. Danh từ số ít. Bây giờ các con chưa học danh từ đếm được với không đếm được đâu. Chúng ta chỉ nói danh từ số ít đi cho tiện. Some any thì sao? Some any thì cộng với số nhiều, danh từ số nhiều, các bạn nhớ cho cô. À, some any thì cộng với danh từ số nhiều. À, nhưng mà some thì xài trong câu gì? Some là câu gì? Câu khẳng định. Đúng rồi, câu khẳng định. Còn any? Any xài trong câu gì? Hôm trước cô dạy rồi. À, any là xài trong câu phủ định và nghi vấn. À, any là câu phủ định và nghi vấn. Câu phủ định. Phủ định là có gì? Có not. À, câu nghi vấn thì có gì? Câu hỏi. Đúng rồi, bạn Tuấn hiểu bài, còn mấy bạn kia không hiểu hay sao? Không thấy nói gì cả. Hả? Không hiểu bài phải không? Chứ tôi dạy rồi, tôi nói rồi. Rồi, câu số 1 này. Có một cái nồi cơm điện ở trong bếp. Bây giờ các bạn để ý cho cô, nồi cơm điện là danh từ số ít hay số nhiều? Nồi cơm điện là số ít hay số nhiều đây? Để chúng ta biết chúng ta. À, nó chỉ số ít thôi. Vậy là chúng ta có từ ở với ẩn. Vậy chúng ta sẽ ở hay ẩn? Khi nào sẽ ẩn các bạn? Ẩn cộng với 5 nguyên âm gì? Hả? Ể oải. Ẩn cộng 5 nguyên âm ể oải. Tức là như là quả táo bắt đầu chữ A, lọ mực bắt đầu bởi chữ Y, cái dù bắt đầu chữ U thì mới sẽ ẩn. Ở đây chúng ta khoan vào chữ ờ cho tôi. Khoan vào ờ nghe các bạn. Khoan vào ờ. Khoan vào chữ ờ. Rồi sang câu số 2. Xài xăm hay any? Có nót không? Dạ không. Ủa xong có nót? Dear An mà xong có nót. Mấy đứa? À, có hai con nót không? Có cô. Có thì xài xăm hay any? Dạ có. Any. Rồi. Any. Mấy bạn kia nghe kỹ vào. Câu số 3. Câu số 3 xài xăm hay any? Có nót không? Xăm. Có nót không? Xăm. Có chấm hỏi không? Không. Không thì xài gì? Xàm. Xăm. Câu 4. Ờ hay ẩn? Quả cam bắt đầu bằng chữ gì? Ẩn. Quả cam bắt đầu bằng chữ gì đây? Lâu. O. Chữ O có thuộc về hoài không? Có thì xài gì? Xài bài ẩn. Rồi các bạn nhanh nhẹn lên nha. Sang bài số 2. Vẫn là ờ ẩn xăm any cho tôi. Bây giờ nói cho tôi, book có sờ không? Có. Có sờ là danh từ số ít hay số nhiều? Số nhiều. Số nhiều thì xài xăm hoặc any. Vậy xài xăm hay any? Bây giờ chuyển, bây giờ phân tích. Có nót không? Không. Có chấm hỏi không?
Không. Thì xài xăm. Biết xăm nào? Tôi giảng rồi nha, vậy mà không hiểu nữa thì tôi thui luôn, tôi bó tay toàn tập luôn nhá. Tôi bái phục anh chị luôn nhá. Rồi, sang câu số 2 phân tích này. Bạn Bo nghe kỹ này, bạn Công nghe kỹ này. Hai bạn mà tôi thấy không phát biểu mấy đấy. Armchair là số ít hay số nhiều, nói cho tôi. Bo, armchair là số ít hay số nhiều? Thì giúp cô là số ít. Ờ, vì nó không có sr, nó là số ít. Số ít mà nó bắt đầu bằng chữ gì? Bắt đầu bằng chữ gì đây? A là uể oải đó con. Uể oải thì sai gì? Ẩn. Đúng rồi. Bây giờ bạn Công nói cho cô sinh là số nhiều hay số ít đây? Cái chậu số nhiều số ít đây? Công. Sinh là số nhiều hay số ít? Số ít. Rồi, số ít. Bây giờ số ít thì xài gì? Nó có chữ sờ, nó không phải là uể oải. Vậy thì xài ơ, xong. Nhanh nhẹn. Phân tích câu 4 cho cô. Cái ghế là số nhiều số ít đây? Số nhiều. Số nhiều. Đây có nót không? Dạ có. Nó là câu gì? Câu phủ định. Vậy xài gì? Xài any. Xong. Số bài dưới các bạn ơi. Tích vào cái câu đúng. Và câu nào mà sai thì sửa lại cho đúng. Rồi. Nào, câu 1 các bạn. Các bạn nhìn câu 1 cho cô. Câu 1 nó sai ở cái gì? Các bạn phân tích bức tranh là số nhiều hay số ít? Hả? Bức tranh là số nhiều hay số ít? Lộc. Dạ cô. Bức tranh là số nhiều hay số ít? Dạ thưa cô là số nhiều.